đó. Có xe chưa? Có xe rồi, có xe chưa? Có xe rồi. Và tất cả những anh em, những chị em xã hội đã sẵn sàng đến với buổi khai trương Gala 13 ngày hôm nay chưa nào? Xin cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều và thực sự là trong suốt 7749 ngày qua em chính là một trong những đàn em của chị 13 chuẩn bị cho cái Gala 13 này với rất nhiều loại xe khác nhau và lý do đó em đã hít rất nhiều khói bụi nên ảnh hưởng đến chất giọng của em ngày hôm nay. Kính mong là tất cả quý vị sẽ thông cảm cho em và anh chị em xã hội thân thiết ngày hôm nay cũng đã tề tụ về đây để mang lại những lời chúc dành cho chị 13 sau khi chị ấy đã quyết định là gác kiếm để có thể quy ẩn giang hồ ở thành phố Đà Lạt mộng mơ với một khí hậu rất là lý tưởng. Nhưng mà kể khi đến đây, gia đình chúng em gặp biết bao nhiêu là chuyện, nên những câu chuyện nó như thế nào, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh đầu tiên ngay sau đây. Diễn viên MC Sam xinh đẹp cùng với nữ diễn viên trẻ triển vọng Khả Như đã thực hiện những video và livestream kêu gọi chia sẻ trên cộng đồng.